Ngày 31 tháng 7, cảnh sát Bắc Kinh tuyên bố tạm giam Ngô Dược Phàm để phục vụ điều tra nhiều tội danh nghiêm trọng. Netizen xứ Trung và nhiều luật sư đã tiến hành phân tích, đoán định về tương lai không mấy sáng sủa của nam ca sĩ. Bắt cầm tù lần này Ngô Dược Phàm ắt hẳn rất khó nuốt. Mới đây, trang BJS đã tiết lộ tình cảnh hiện tại của bố mẹ Ngô Dược Phàm kể từ khi con trai bị bắt. Theo đó, một nguồn thạo tin cho biết bà Ngô Tú Cẩm, mẹ Ngô Dược Phàm sống trong dằn vặt đau khổ kể từ khi bê bối xảy ra đến nay. Ngày nào người phụ này cũng rửa mặt bằng nước mắt, chỉ có thể ngủ được 15 tiếng trong suốt nửa tháng, luôn dằn vặt và hối hận vì đã khai báo công an để rồi con trai phải chịu cảnh tù tội. Nhiều cư dân mạng còn mỉa mai rằng chính bà là người đã gián tiếp để con trai đến bước đường hiện tại. Về phía bố của Ngô Dược Phàm, người chồng nhiều năm không liên lạc của bà Ngô Tú Cẩm, ngay khi biết tin, ông cũng tức tốc bay từ Quảng Châu tới Bắc Kinh để lo liệu vụ việc. Ông đang tìm một luật sư hàng đầu trong ngành để bào chữa cho con trai. Trang BJS nhận xét, hai vợ chồng vốn cắt đứt mối quan hệ suốt bao năm, không ngờ gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ trêu, quả thực đáng xấu hổ. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Ngô Dược Phàm luôn thẳng thắn nói rằng mình chưa bao giờ liên lạc với cha. Trong 30 năm cuộc đời, tôi chỉ có mẹ là Ngô Tú Cẩm và mọi thứ chỉ cần mẹ tôi thích là tôi sẽ làm theo, tôi không bao giờ muốn bà phải buồn. Một số nguồn tin tiết lộ, bố mẹ của Ngô Dược Phàm chi rất nhiều tiền để thuê một số luật sư người Canada với ý định sử dụng tư cách quốc tịch của họ và hiệp ước dẫn độ giữa Trung Quốc và quốc gia này. Hai vợ chồng cho rằng có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng phải tìm bằng được cách cứu con trai khỏi cảnh ngục tù. Tuy nhiên, trước đó, một số luật sư Trung Quốc đã nói rằng sự việc xảy ra trên đất nước của họ nên không chuyện dễ dàng thoát tội. Quốc tịch nước ngoài sẽ không phải lá bùa cho người vi phạm. Nếu phải vào tù tại Trung Quốc, Ngô Dược Phàm sẽ phải đối diện với nhiều đặc ân vì những tội danh của mình. Theo báo cáo, tại Trung tâm Giam giữ Bắc Kinh, việc đối xử với phạm nhân quốc tịch nước ngoài và Trung Quốc cũng khác nhau. Tội phạm Trung Quốc có mì sinh nhân và đồ ăn khi ốm, trong khi tội phạm nước ngoài thì không. Và Ngô Dược Phàm là người Canada nên sẽ không thể hưởng những đặc ân của một công dân Trung Quốc. Sinh nhật nam ca sĩ vào ngày 6 tháng 11, có vẻ năm nay Ngô Dược Phàm phải đón sinh nhật mà không có người phụ nữ xinh đẹp nào trong vòng tay. Trước đó, giữa thông tin Ngô Dược Phàm bị bắt, mạng xã hội xứ Trung xôn xao hình ảnh nam diễn viên mặc áo tù lững thững đi trong nhà ra một cách vô hồn. Trong một clip quay cận cảnh, Ngô Dược Phàm còn bật khóc nức nở. Được biết đây là những hình ảnh của Ngô Dược Phàm trong bộ phim Mạ Hữu Kiều Mộc Nhã Vọng Thiên Đường từ năm 2016. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tử Nguyệt, xoay quanh câu chuyện tình tay tư và quá trình đi tìm đáp án cho câu hỏi tình yêu là gì. Hạ Mộc, Ngô Dược Phàm từ khi ba mẹ qua đời đã trở nên lạnh lùng, cho đến khi anh gặp được cô gái hoạt bát, đơn thuần nhã vọng, Lư Sam, cuộc đời anh mới bắt đầu nhuộm đầy màu sắc. Trong phim, nhân vật của Ngô Dược Phàm chịu mức án 6 năm tù. Một số người dự đoán có thể vụ án của Ngô Dược Phàm có thể kéo dài trong nhiều tháng tới vì nó liên quan đến pháp luật của cả hai quốc gia Trung Quốc và Canada. Bên cạnh đó là hàng loạt các bí mật showbiz dần được hé lộ và nhiều cái tên liên quan khác cũng sẽ được gọi tên trước pháp luật.